Destiny xin kính chào quý vị. Vào ngày 2 tháng 3 năm 2016, người Việt khắp nơi đã bàng hoàng, đau xót khi nhận được tin giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đã đột ngột vĩnh viễn ra đi trên chuyến bay từ Washington DC đi Manila, Philippines khi ông đi dự một cuộc hội thảo về nhân quyền và vấn đề tranh chấp Biển Đông cho Việt Nam. Và hiện giờ chúng tôi đang có mặt tại National Funeral Home. Kính mời quý vị theo dõi một số hình ảnh tại tang lễ tiễn đưa cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sinh năm 1937 tại Hà Nội. Thuở thiếu thời, từng là một hướng đạo sinh của hướng đạo Việt Nam trước khi di cư vào Sài Gòn. Năm 1954, giáo sư Bích du học tại Hoa Kỳ theo học bổng Fulbright và tốt nghiệp cử nhân chính trị vào năm 1958. Sau đó, ông theo học các chương trình cao hơn tại nhiều trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ. Khi thành tài, ông trở về Việt Nam năm 1972 cùng với hiền thê là tiến sĩ Đào Thị Hợi và thành lập Viện Đại học Cửu Long. Đồng thời, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thông tin Quốc ngoại của Bộ Dân vận và Chiêu hồi. Ông cũng từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Việt Nam Thông tấn xã trong những năm sau cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Sau biến cố lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, vì không chấp nhận sống dưới chế độ Cộng sản, ông đã cùng gia đình sang Hoa Kỳ và sống tại tiểu bang Virginia cho đến ngày ra đi. 41 năm qua, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là người đã hoạt động trên nhiều lĩnh vực và đóng góp rất nhiều cho đất nước Hoa Kỳ cũng như cộng đồng người Việt tại hải ngoại trong các chương trình song ngữ, giáo dục, dịch giả. Ông từng là giám đốc đầu tiên của Ban Việt ngữ Đại Á Châu Tự Do. Nói về lĩnh vực truyền thông, nhà báo Phạm Trần và ký giả Phạm Văn Khanh đã chia sẻ về giáo sư Nguyễn Ngọc Bích như sau. Anh Bích là một trong những người bạn của gia đình Nguyễn Ngọc đối với tôi. Nhưng mà tôi đến đây với cái mục đích thay mặt cho tờ Hoa Thịnh Đốn Việt Báo để nói lên cái sự tri ân của tờ báo đối với anh Bích, là vì anh Bích là một trong những thân hữu của tờ báo cả hơn mấy chục năm nay. Và tôi là cái người mà giúp cho cái tờ Việt Báo trong cái đám tang hôm nay. Và đấy là cái điều mà tôi đưa cái tập này đến như là một cái tập kỷ niệm của tờ Hoa Thịnh Đốn Việt Báo để trao cho gia đình của chị Bích, cũng như là giao cho ông trưởng tộc là ông giáo sư Nguyễn Ngọc Linh, là anh ruột của anh Bích. Bài học ông để lại cho anh em Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi là bài học biết thương yêu, bài học biết phải làm điều phải làm, bất kể những phê bình, bất kể chỉ trích đến từ chỗ này hay chỗ khác. Bài học mà chúng tôi không thể quên cũng là bài học đến từ tâm của ông, tâm của một người mà tất cả chúng ta đều yêu quý và kính trọng, và cũng là tâm của một người Việt ở hải ngoại nhưng mà luôn luôn kiên trì bền bỉ đấu tranh cho độc lập, tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Nói đến sự đóng góp của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích trong lĩnh vực văn hóa và hướng đạo, chúng tôi ghi nhận từ nhà văn Trần Trung Đạo và ông Trần Tử Thành. Mặc dù sinh hoạt rất là đa dạng, nhưng mà con người của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích thật sự, nếu mà hỏi ông thì chắc là ông cũng sẽ nói ông là con người của văn hóa. Bởi vì những sinh hoạt văn hóa của ông bắt đầu từ trước 1975 và trải dài đến bây giờ. Bên cạnh những sinh hoạt mà quý vị có thể nghe tên tuổi của ông có lĩnh vực chính trị, nhưng mà thật sự những công việc mà rất nhiều công việc ông làm về vấn đề dịch thuật, và vấn đề các chương trình văn hóa, vấn đề truyền kiều cho tiếng Anh. Nhiều mà thao thức ông nhất là mong cho văn hóa Việt Nam được phục hưng, được mỗi ngày một khởi sắc hơn, đặc biệt là trong điều kiện tại hải ngoại. Do đó khi mà cụ còn sống cũng vậy, cụ cũng đã nghĩ ngày làm thế nào để mà bảo tồn và phát huy văn hóa, ngay cả khi mà cụ mất đi nữa. Thì cái tinh thần đó là tinh thần hết là quý giá. Và tôi mong rằng cái sự mất mát lớn lao này, nó cũng để là chúng ta đánh thức được chúng ta rằng cái còn tại trong mỗi con người Việt Nam là văn hóa Việt Nam. Bởi vì nếu mà còn được văn hóa Việt Nam thì chúng ta sống bất cứ nơi nào trên thế giới này, chúng ta vẫn là con người Việt Nam. Gặp nhau đó anh Bích, tôi rất bắt tay phải thì anh Bích nói bắt tay trái, tôi lại ngạc nhiên. Tại vì tôi cũng là hướng đạo, thì tôi mới biết là anh Bích là hướng đạo sinh. Thành thử ra từ đó thì anh em lại càng khăng khít nhau với nhau. Và cái đó là cái tinh thần hướng đạo, là cái tinh thần rất là tốt. Làm việc hy sinh cho cộng đồng, hy sinh cho tất cả mọi người. Dù có những kẻ thù họ đánh anh ở trên mặt email hoặc trên website, nhưng mà anh Bích là cái người luôn luôn là cái tha thứ hết tất cả. Đó là cái tinh thần rất là tốt. Đó là tinh thần thể hiện cái tinh thần hướng đạo, là phải nói là hiếm.
có những người là ở ngoài cái tổ chức hướng đạo mà có được những cái đó. Theo cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã và cựu Đại tá Nguyễn Cao Quyền, thì giáo sư Nguyễn Ngọc Bích tuy là người cầm bút, nhưng ông đã chiến đấu và hy sinh lẫm liệt như một người cầm súng. Áo anh không nặng với bao nhiêu huy chương và dây tuyên dương. Vai anh không rạng rỡ với những mai vàng và sao bạc. Nhưng những thành công thật xuất sắc của Bích cũng được công nhận như những chiến công của mấy anh em chiến sĩ cầm súng bảo vệ cõi bờ. Dạ, chúng tôi rất là cảm động và biết sự đông đủ của tất cả các quý vị ở đây nói lên tất cả cái tình cảm của cộng đồng Việt Nam đối với lại chiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích. Tôi là riêng tôi đó, thì ngay từ cái lúc mà đầu tiên anh mất ở trên máy bay, thì từ hôm đó đến nay gần như là mất ngủ hết, không có đêm nào ngủ được. Thì hôm nay mặc dù là rất yếu, đi lại rất khó khăn, và chúng tôi cũng cố gắng để đến đây để tỏ cái thiện chí và tỏ cái sự yêu mến của một người đối với một người bạn. Destiny tường trình từ National Funeral Home in Washington, D.C. Thank you.